Xin mời các bạn trở lại với Night View. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lên chuyến tàu tìm hiểu về hành trình hợp nhất linh hồn. Hôm nay, sẽ là đôi chút sự khác nhau, một cách đơn giản để phân biệt giữa tinh thần, spirit, linh hồn, soul và bản ngã, ego. Các bạn thân mến, linh hồn và tinh thần cơ bản không có giống nhau. Linh hồn được xem như tia sáng nhỏ được cá thể hóa của sự sáng tạo hay là bản chất của cái tôi đang sống bên trong mỗi một người các bạn. Đây là một khía cạnh độc nhất vô nhị và nhỏ bé từ Thượng Đế. Tuy thế, từ một nhận thức vật lý, mỗi một linh hồn cá thể là khổng lồ hơn cả toàn bộ vũ trụ. Một cách kỹ thuật, linh hồn được xem như là tầng thứ 7 của cái tôi 12 chiều của chúng ta. Các tầng thứ bên dưới linh hồn được cá thể hóa thành các khía cạnh riêng biệt của cái tôi, trong khi các tầng thứ bên trên linh hồn được xem là các tầng thứ tập thể hay các nhóm phức hợp hồn. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về bản chất của các tầng thứ này vào một thời điểm thích hợp. Các bạn có thể nói là tinh thần vốn là cốt túy hay năng lượng cơ bản đang thấm vào tất cả sự sống. Nó có thể có ích khi nghĩ rằng tinh thần như là tư tưởng thông minh của tất cả mọi thứ, nhưng về cơ bản nó còn hơn như vậy. Đây là năng lượng, là vật chất, là tư tưởng, cũng vượt trên tất cả. Đây là sự chuyển động của Thượng Đế, hay là sự tuôn chảy của tư tưởng Thượng Đế vào tất cả vạn vật. Đây là cái chào sự sống cho tất cả. Linh hồn vừa hoàn hảo lại vừa không hoàn hảo. Nó đi vào các thân thể khác nhau ở các tầng thứ trải nghiệm khác nhau nhằm tăng trưởng sự nhận thức và hiểu biết. Trong khi nó không biết về tất cả các cách mà tinh thần làm việc, nó biết đủ để không phán xét về cái đã trải nghiệm. Sự phán xét thuộc về vương quốc của bản ngã. Các linh hồn muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ mà không có sự phán xét hay thiên vị. Trong khi đó, bản ngã lại phán xét mọi thứ là tốt hay xấu, đúng hay sai, tốt hơn hay kém hơn. Nhìn chung là tính hai mặt của một vấn đề. Ví dụ, trong một đời sống, linh hồn có thể khao khát biết về cái giống như đàn áp người khác. Như vậy anh ta hay cô ta có thể tái sinh vào một gia đình quyền quý hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những người dân thường. Trong một đời sống khác, linh hồn có thể khao khát trải nghiệm thái cực đối lập và như vậy đầu thai vào một gia đình nghèo khó, vật lộn với cuộc sống và sự khổ cực, bị áp bức bởi gia đình quyền quý. Điều này không phải là một sự trừng phạt cho những tội lỗi của việc đàn áp những người khác trong một đời sống trước đó, mà đó là sự khao khát một phần của linh hồn muốn một sự cân bằng, hiểu biết đầy đủ các thái cực khác nhau. Linh hồn không phân biệt giữa hành xử đúng và sai. Tuy nhiên, khi các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa, một cách tự nhiên, họ tìm kiếm những trải nghiệm thúc đẩy tình yêu, tình thương và sự phục vụ người khác. Bởi vì những giá trị này rung động ở một tầng thứ cao hơn nỗi sợ hãi, sự phán xét hay tội lỗi. Một cách rất đơn giản để nói rằng một linh hồn đã tiến hóa như thế nào là hãy quan sát xem bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của anh ấy hay cô ấy là có liên quan tới những sự biểu hiện của tình yêu và tình thương so với những sự biểu hiện nỗi sợ và tội lỗi. Bản ngã của con người có thể bóp méo hầu như mọi ý tưởng, gồm cả ý tưởng này, bằng cách dựng nên một ý tưởng về Thượng Đế giận dữ và báo thù, đang đòi hỏi sự tuân phục hay ban ra sự trừng phạt đối với những thứ gọi là xấu xa. Linh hồn tuy thế chỉ đơn giản quan sát sự tương phản giữa các ý tưởng trái ngược nhau. Tất cả ma quỷ trên hành tinh trái đất đều liên quan đến sự đồng hóa với cái tôi thấp hơn hay bản ngã. Bản ngã là một phần của linh hồn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế. Một cách tự nhiên, nó đồng hóa với những khía cạnh của cái tôi có vẻ tách biệt nhau, tức là các tầng vật lý, tình cảm và tâm trí của sinh mệnh. Nó không nhận ra là có nhiều tầng thứ cũng tham dự một cách mạnh mẽ. Như vậy, trong khi bản ngã tin rằng mỗi người trong các bạn là một người riêng biệt, thì tinh thần, spirit, biết rằng tất cả loài người là một sinh mệnh, one being, đang biểu hiện ra hàng tỷ tổ chức sống cá thể.
Bởi vì linh hồn của các bạn là đa chiều, có rất nhiều cấu hình rắc rối và phức tạp có thể có giữa các linh hồn cá thể và nhóm hồn. Nhưng cấu hình này không bị giới hạn đối với trái đất vật lý. Đôi khi có những nhóm cộng đồng nhỏ hơn, lớn hơn, và tất cả mọi thứ giữa chúng trên trái đất. Có các nhóm tương tự nhau tồn tại trong các vương quốc cao hơn. Những linh hồn tại các tầng thứ rung động khác nhau có thể tương tác với nhau trong một số cách. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc các linh hồn cùng chia sẻ các thân thể con người với nhau, hay những người chuyển đổi và trao đổi các tầng thứ khác nhau với sinh mệnh khác. Một lần nữa, cũng xin nói trước, ngôn ngữ của con người không có các thuật ngữ thích hợp để mô tả tất cả những sự tương tác này. Để hiểu tốt hơn, các bạn có thể tham khảo danh mục các thuật ngữ, bảng chú thuật ngữ. Hy vọng rằng việc mô tả những mối quan hệ thuộc chiều kích này, chúng tôi có thể xua tan những sự lầm lẫn xung quanh chủ đề những người nhập xác Watkins và những người chuyển đổi một phần linh hồn Pythiosaurus Chambers. Những nhà chữa trị tâm lý sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích trong những nội dung tiếp theo. Một tỷ lệ phần trăm đáng kể các bệnh nhân khi chữa trị phải chịu đau khổ từ các tầng thứ khác nhau của sự phân mảnh linh hồn, một khái niệm chúng tôi sẽ khảo sát sâu trong chương thứ ba. Trong một số trường hợp, không có cái gì thực sự là sai trái với những bệnh nhân này. Họ đã thỏa thuận hoặc có giao kèo ở một tầng thứ linh hồn để trải qua những trải nghiệm nào đó liên quan đến một phần hoặc toàn bộ sự chuyển đổi linh hồn. Đây là mục đích của chúng tôi để giúp các nhà trị liệu nhận thức sự khác nhau giữa những sự mất cân bằng tình cảm và những thỏa thuận linh hồn tình nguyện có thể biểu hiện như chứng đa nhân cách hay rối loạn phân liệt. Tiếp theo, chúng ta nói một chút về các tầng thứ linh hồn và các chiều kích. Đối với nhiều người trong các bạn có lẽ chưa quen với công việc trước đây của chúng tôi, hay để chúng tôi tóm tắt một chút về các tầng thứ và chiều kích khác nhau thêm một lần nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ của các bạn để miêu tả một cách tương đối, còn chính xác thì không thể. Khi các bạn ở trong các tầng thứ tư tưởng cao hơn, các bạn không còn quan tâm tới các tầng thứ và chiều kích nữa. Các bạn chỉ đang trải nghiệm cuộc sống trong tất cả sự đa dạng vô hạn của nó. Nhưng phục vụ cho mục đích hiểu biết, chúng tôi vẫn cần một vài điểm neo để giúp chuyển giao những ý tưởng của chúng tôi tới các bạn. Mỗi một tầng thứ hay mỗi một chiều kích của linh hồn về đại thể là tương đương với một tầng thứ hay một chiều kích của cái mà các bạn gọi là thực tại bên ngoài. Khi đề cập tới các trạng thái cụ thể của tư tưởng hay các tầng thứ rung động của các linh hồn cá thể, chúng tôi thường sử dụng thuật ngữ mật độ, density. Khi đề cập đến các cảnh giới hay các cảnh giới phụ của vũ trụ, chúng tôi sử dụng thuật ngữ dimension, mặc dù nhiều vị thầy sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau. Xét đến cùng không có sự khác biệt giữa trong và ngoài. Tuy nhiên, các bạn sẽ không nhận thấy điều đó cho tới khi các bạn rung động ở tầng thứ 6 hay lớn hơn theo phổ mật độ. Nào, chúng ta cùng đến với mật độ đầu tiên, thể vật lý, bản năng sinh tồn, những nhận thức về không gian. Ở mật độ thứ 2 là thân thể tình cảm, tính dục, cảm giác và cảm xúc. Mật độ thứ 3 là thể trí, các ý nghĩ, các niềm tin, ý tưởng, các chương trình và bản ngã. Mật độ thứ 4 là thể astral, là tâm trí cao hơn, các trường năng lượng và khả năng tâm linh. Đến mật độ thứ 5 sẽ xuất hiện thể ether một cách rõ ràng với tình yêu, tình thương, sự phục vụ và thân thể ánh sáng. Thứ 6 là thể nhân quả, bao gồm tư tưởng của vũ trụ cùng sự vô hạn. Mật độ 7, linh hồn, tầng thứ quê hương home liver, tất cả các khả năng được phục hồi. Tầng thứ 8, linh hồn tối cao oversoul, tầng thứ đầu tiên của nhóm phức hợp hồn. Tầng thứ 9 là tổng hồn master oversoul hay monarch, một tâm trí vũ trụ khổng lồ. Tầng thứ 10 là cái tôi Phật hay cái tôi Christ, sự hiểu biết về Thượng Đế hiện diện. Mật độ thứ 11, cái tôi Thượng Đế cá thể và sự hiểu biết mình một cách hoàn toàn. Mật độ thứ 12, cái tôi Thượng Đế vũ trụ, vượt trên tất cả những khái niệm về cái tôi. Tiếp theo,
chúng ta sẽ đề cập tới các tầng chiều kích của vũ trụ, đại thể giống với các tầng thứ rung động. Nhưng cần lưu ý, trong một số mô hình, ba chiều kích đầu tiên của vũ trụ vật lý được chứa đựng bên trong mật độ thứ nhất. Trong mô hình này, mật độ đầu tiên được mô tả là thể vật lý, cái dĩ nhiên tồn tại trong không gian ba chiều. Do đó các bạn không thể liên kết trực tiếp ba mật độ đầu tiên với ba chiều kích đầu tiên. Ở đây có tồn tại một trong các giới hạn trong ngôn ngữ và trong cách biểu hiện ý tưởng. Nhưng các bạn cũng không cần quá lo lắng, sớm muộn mọi thứ sẽ được minh tưởng. Ở chiều kích đầu tiên, đó là sự tồn tại, điểm, vương quốc khoáng vật. Chiều kích thứ hai, hiểu biết sơ đẳng, đường thẳng, vương quốc thực vật. Chiều kích thứ ba là sự nhận biết không gian, hình khối, vương quốc động vật. Chiều kích thứ tư, các cảnh giới trí, astral, thời gian, vương quốc loài người. Chiều kích thứ năm, các cảnh giới ether, tình yêu và thân thể, tinh thể ánh sáng. Chiều kích thứ sáu, các cảnh giới nhân quả, dữ liệu Akashic, các sinh mệnh ánh sáng rực rỡ. Chiều kích thứ bảy, các cảnh giới thiên thể thấp, các thiên thần, các sinh mệnh đã thăng lên. Chiều kích thứ tám, các cảnh giới thiên thể chung, các tổng thiên thần, các vị thầy đã thăng lên. Chiều kích thứ chín, các cảnh giới thiên thể cao, sinh mệnh thứ bậc cao hơn, mặt trời trung tâm. Chiều kích thứ mười, các thế giới thượng đế thấp, các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại. Chiều kích thứ 11, các thế giới thượng đế trùng, các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại. Và chiều kích thứ 12 là các thế giới thượng đế cao, thượng đế trà. Trong thực tế không có những sự phân chia rõ ràng như vậy. Sự phân chia này chỉ nhằm cho sự hiểu biết của cái trí đơn thuần. Tuy nhiên, mỗi một tầng thứ sẽ có những đặc điểm riêng và giá trị riêng. Do vậy, sự phân chia này cũng là một khái niệm hữu ích. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về các tầng thứ và các chiều kích ở thời điểm này, đặc biệt là khi chúng tôi đã dùng nhiều thời gian để nói về chủ đề này trong các cuốn sách trước. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cuốn thông điệp của những đấng sáng tạo cũng được đăng tải trên kênh Nightview. Nếu các bạn là những người mới biết tới các nội dung này, chúng tôi khuyến khích các bạn nghe qua những tác phẩm khác của ông San Rachel và nhà ngoại cảm Dolores Cannon. Các bạn có thể vào phần danh mục video trong kênh Nightview để tìm kiếm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về bản chất của dòng thời gian. Với nội dung này, chúng tôi sẽ yêu cầu những học trò của mình, những actors, chia sẻ với các bạn. Chào các bạn thính giả thân mến, chúng tôi là những người actors. Đây là một niềm vui to lớn khi chúng tôi có thể chia sẻ năng lượng và ý tưởng với các bạn. Để giúp các bạn hiểu được bản chất của linh hồn của các bạn, chúng tôi muốn đưa ra một vài ý tưởng về thời gian, có vẻ sẽ trợ giúp các bạn trên hành trình. Một số ý tưởng này sẽ được áp dụng vào các phương pháp hàn gắn tầng thứ khác nhau của cái tôi. Cũng xin nói trước, đây là một chủ đề khó nắm bắt đối với đa phần nhân loại. Do đó, chúng tôi sẽ di chuyển chậm, đề xuất các bạn nghe về các nội dung nhiều lần để có thể tiếp thu nó một cách đầy đủ. Trước hết, chúng ta sẽ nói về sự khác nhau giữa thời gian tuyến tính và thời gian phi tuyến. Các linh hồn trên trái đất sống trong hai vương quốc khác nhau một cách đồng thời. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang tăng trưởng tiến hóa như các linh hồn cá thể, đang di chuyển từ các tầng thứ thấp hơn lên các tầng thứ cao hơn. Một tiến trình được gọi là sự thăng lên Ascension. Một số người trong các bạn đang di chuyển nhanh hơn những người khác. Một số lượng đáng kể các bạn đang di chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi, chuẩn bị mang thân thể của các bạn vào các chiều kích cao hơn, một cách trực tiếp chứ không đi qua quá trình sống chết tái sinh. Tiến trình tuyến tính của sự tiến hóa linh hồn liên quan tới việc hoàn thiện dần dần nhân tính của các bạn và sự hoàn thành các bài học linh hồn trong chiều kích thấp. Quá trình này thường tiêu tốn một thời gian khá dài và đầy những khó khăn, sai lệch, sự sao nhãng và những thứ tương tự. Hầu hết loài người đã sử dụng hàng trăm đời sống trong bánh xe luân hồi trước khi học được tất cả mọi thứ mà linh hồn khao khát học. Tuy thế mà,
gần như tất cả các linh hồn cuối cùng cũng vượt lên sự đồng hóa với hiểu biết ở các tầng thứ thấp hơn, di chuyển vào xoáy ốc thẳng lên, Spiral of Ascension. Cho tới hiện tại, chỉ có vài trăm linh hồn đã hoàn tất quá trình này. Bây giờ, trong vòng 50 cho tới 100 năm nữa, sẽ có hàng triệu linh hồn đi qua sự thăng lên về mặt vật lý. Một số người sẽ xây dựng các thân thể tinh thể ánh sáng trong vòng 20 đến 30 năm nữa. Thời gian phi tuyến cũng là một khía cạnh của cuộc sống trên trái đất, cho dù đối với hầu hết mọi người nó có vẻ bị ẩn giấu trong vòng bí mật. Đây là do mối bận tâm của bản ngã đối với thời gian tuyến tính. Bản ngã luôn nghĩ về quá khứ và tương lai, và chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé của cái đang xảy ra trong hiện tại. Từ một nhận thức vi tuyến, tất cả thời gian vốn là hiện tại, không có quá khứ, không tương lai. Hay các bạn có thể nói là quá khứ và tương lai được chứa đựng trong hiện tại. Điều này dễ dàng được chứng minh bởi vì nó luôn luôn là hiện tại. Tại khoảnh khắc các bạn đang lắng nghe những điều này, đó là hiện tại. Khi các bạn lần đầu tiên lắng nghe, đó cũng là hiện tại. Và vẫn sẽ là hiện tại khi các bạn nghe xong và mình hoàn tất cuốn sách này. Nếu các bạn đang nghĩ về quá khứ, thì khi nào các bạn làm điều đó? Hiện tại? Vâng. Trong thực tế, toàn bộ nhận thức của các bạn về thời gian và không gian đang xuất hiện trong hiện tại. Trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt, các bạn là toàn bộ, hoàn thiện và hoàn hảo. Các bạn đã giác ngộ và đã tự biết về chính mình. Các bạn là một sinh mệnh 12 chiều đang sống một cách đồng thời trong 12 thực tại khác nhau. Tất nhiên, từ cuộc sống của một con người có vẻ không giống như vậy. Tất cả các giác quan vật lý của các bạn có thể nhận thức được chỉ là một phần nhỏ bé của hiện tại. Ở một mức độ nào đó, các bạn có thể bước ra khỏi bản ngã hay nhân tính của mình, thoát ra khỏi trường thời không của tuyến tính. Các bạn có thể trở nên hiểu biết về sự khổng lồ của người mà các bạn là, who you are. Nói chung, các bạn là một sinh mệnh con người đang học hỏi để trở thành một linh hồn giác ngộ tâm linh. Và đồng thời các bạn đã là một sinh mệnh giác ngộ tâm linh đang có một trải nghiệm con người. Các bạn đang tiến hóa và các bạn vốn đã hoàn hảo. Các bạn đang là và đang trở thành cùng một lúc. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang hàn gắn các lớp của cái tôi đã trở nên mất cân bằng. Từ một nhận thức phi tuyến, các bạn chỉ đang gỡ bỏ các màng chắn của ảo ảnh đã che phủ cái tôi vốn đã hoàn hảo. Từ một nhận thức tuyến tính, sự tiến hóa linh hồn là quá trình tăng lên một cách từ từ tầng thứ rung động của các bạn, cho tới khi các bạn có hiểu biết đầy đủ về Thượng Đế hiện diện, God Present, bên trong các bạn. Từ một nhận thức phi tuyến, sự tiến hóa linh hồn là quá trình gỡ bỏ tất cả các ảo ảnh về sự chia rẽ mà các bạn đã đặt ra giữa mình và thực tại thực sự của các bạn, đó là đồng sáng tạo với Thượng Đế. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có một thân thể, tâm trí và nhân tính tồn tại trong thời gian hiện tại trên trái đất và đang lớn lên từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành, cuối cùng là chết hoặc thăng lên. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có nhiều cái tôi đang đồng thời tồn tại trong nhiều chiều kích. Nhưng cái tôi quá khứ, hiện tại và tương lai của các bạn vốn là đang tồn tại ngay bây giờ. Thực sự, cách giải thích này cũng tương đối khó hiểu. Để giúp các bạn có thể thấu tường, mình xin lấy một ví dụ có liên quan tới từ số phận. Về cơ bản, khi bạn sinh ra, bạn lớn lên, lấy chồng hay lấy vợ, bạn trải qua công việc hay là những biến động trong cuộc đời như thế nào và chết đi ra sao, tất cả đều sẽ được ghi vào một cuốn phim. Những chuyện này được quyết định trong quá trình các bạn chuyển giao một kiếp sống, đó là khế ước linh hồn hay những giao hẹn để các bạn hoàn tất những bài học còn dang dở hay có thêm những bài học mới. Chữ bài học nói ra rất đơn giản, nhưng để thiết kế ra những môi trường và hoàn cảnh để các bạn học được bài học một cách trọn vẹn, các cấp thượng tầng phải làm rất nhiều công việc. Đó là lý do
Cuốn phim của các bạn được bật trong rất nhiều không, thời và chiều kích khác nhau. Nôm na, trong một hiện tại, bạn vừa sinh ra ở một không thời gian, vừa trưởng thành ở một không thời gian và cũng đã chết đi hay khép lại một đời sống này trong một không thời gian khác. Đây là một điểm tựa rất phổ biến với những người có khả năng nhìn trước tương lai hay nhìn vào quá khứ. Họ không nhìn vào cái hiện tại tuyến tính của bạn trong thế giới này. Họ nhìn vào cái hiện tại phi tuyến của các bạn trong các thời không khác. Đó là lý do vì sao mà những lời tiên tri hay dự ngôn có đúng, có sai. Nhưng nếu so về kết cục cuối cùng hay những nút thắt, những bước ngoặt của tiến trình thì không hề khác biệt. Nôm na, các bạn có thể tạm hiểu đó là đại đồng tiểu dị. Trong khi linh hồn của các bạn có rất nhiều chiều không gian, thì cũng có nhiều thời gian đang song song tồn tại. Thời gian giống như một tấm thảm dệt tinh vi, với một số lượng vô hạn các sợi chỉ nhiều màu sắc được bện vào nhau, hình thành nên một bức tranh lớn. Các dòng thời gian là một sản phẩm của tự do ý chí loài người, cùng với tự do ý chí của các sinh mệnh khác trong nhiều tầng thứ và chiều kích. Điều này bao gồm các hành tinh và các ngôi sao, những thứ vốn là các sinh mệnh có tư tưởng ở một tầng thứ khác. Nói thêm một chút, trái đất của chúng ta ở mật độ thứ 7 còn được gọi với một cái tên quen thuộc, Gaia. Các bạn có cái được gọi là dòng thời gian trôi hay dòng thời gian nguyên thủy, dòng thời gian thiêng liêng. Là dòng thời gian nhận được hầu hết năng lượng và sự tập trung. Sử dụng một ví dụ đơn giản. Nếu bạn đang có một mong muốn nâng cánh tay lên trên đầu, bạn tập trung chú ý vào việc đó, dòng thời gian trôi của bạn sẽ bao gồm hành động giơ tay lên cao đầu. Tuy nhiên, nếu các bạn không nghiêm túc làm điều đó một cách thật sự, mà chỉ là ý tưởng ấp ủ trong đầu, hành động giơ tay lên trên đầu trở nên một dòng thời gian tiềm năng hay dòng thời gian có thể. Vấn đề ở đây là hành động đưa tay lên quá đầu của bạn quan trọng như thế nào với tiến trình thăng lên của cá thể cũng như ảnh hưởng tới lộ trình của các sinh mệnh khác. Dòng thời gian khi này của bạn có thể rẽ nhánh hoặc hồi quy, tùy thuộc vào kế hoạch của đấng thượng tầng. Điều này một phần cũng muốn nói lên tầm quan trọng của tư duy và suy nghĩ. Ví dụ, nếu một số lượng lớn các linh hồn trên trái đất khao khát hòa bình, thì năng lượng hòa bình đó sẽ đi vào tấm thảm không gian, tác động mạnh tới bản chất của tấm thảm đó. Lượng đủ, chất đổi. Tới một giới hạn nào đó, khao khát hòa bình cho thế giới tạo ra một dòng thời gian trội, và các bạn sau đó có quyền trải nghiệm thế giới hòa bình trong các vương quốc bên ngoài. Rất nhiều những vị thầy trên hành tinh của các bạn đã phát hiện ra các công thức để đạt tới số đồng tới hạn. Một số nói rằng nó chiếm khoảng 1,8% nhân loại. Những người khác nói số lượng tới hạn có thể nhỏ hơn. Điều này còn phụ thuộc vào cường độ của khao khát, sự liêm chính và tầng thứ hiểu biết của những người tham dự vào việc tạo ra một dòng thời gian cụ thể. Nó cũng phụ thuộc vào việc khao khát đó có thẳng hàng với sự phát triển tự nhiên của tiến hóa hay không. Điều này thực sự mất rất nhiều năng lượng và sự tập trung để tạo nên một trật tự tự nhiên khác với sự sáng tạo. Bởi vì các bạn vốn là những sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, có khả năng sáng tạo, được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống với đấng tạo hóa của chính các bạn. Các bạn có thể tạo nên nhiều thứ có vẻ trái ngược với trật tự tự nhiên, nhưng nó cần rất nhiều cố gắng để làm được điều đó. Tự do ý chí có những giới hạn. Có rất nhiều thực tại vượt trên tự do ý chí không bị tác động bởi các quyết định của các sinh mệnh con người trên trái đất. Ví dụ, ở tầng thứ tiến hóa của các bạn có rất ít hoặc không có ảnh hưởng gì đến các sự kiện thần thánh, như hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực, cũng như sự tiến động thẳng hàng. Tuy vậy, việc các bạn trải nghiệm các sự kiện này cũng là một chức năng của tự do ý chí.
mình xin phép diễn giải thêm một chút để các bạn dễ hiểu hơn. Bản thân chúng ta có khả năng sáng tạo bên trong trí óc của chính mình. Các bạn có thể tưởng tượng ra một thế giới, tập trung vào nó, tập trung thật chi tiết, ví dụ một ngôi nhà với những đồ dùng mình yêu thích, mảng tường, bộ bàn ghế, cánh cửa, những con thú tinh nghịch, những màu sắc của hoa cỏ được trồng ngoài ban công. Hãy tập trung, tưởng tượng một cách thật chi tiết. Sẽ có một thời điểm, trong một giấc mơ nào đó, các bạn đi vào thời không đó và trải nghiệm toàn bộ những gì mình sáng tạo ra. Đây là một phương thức khá đơn giản để các bạn có thể kiểm nghiệm khả năng sáng tạo cũng như trải nghiệm những gì được đề cập trong cuốn sách. Ở một khía cạnh khác, suy nghĩ của các bạn ở một mức độ nào đó cùng với sự hỗ trợ của các đấng siêu nhiên có thể tác động trực tiếp vào hiện tại thực tế, không chỉ đối với bạn mà còn với nhiều người khác. Đây là bản chất cuối cùng của cái gọi là luật hấp dẫn. Trở lại với chủ đề về các dòng thời gian, các bạn có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng ngay khi các bạn làm một quyết định và làm nó, đó là kết thúc của câu chuyện, nhưng không phải. Quá khứ vẫn có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc như là cái gì có thể và cái gì không thể xảy ra. Trước tiên, các bạn không thể vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác. Có nghĩa là việc thay đổi một sự kiện về mặt vật lý trong thời gian tuyến tính không được cho phép nếu nó làm thay đổi các trải nghiệm của các linh hồn khác mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi trải nghiệm của bạn về cái đã xảy ra và các bạn có thể thay đổi sự tác động mà trải nghiệm đã gây ra đối với các đời sống tương lai của chính bạn, bao gồm cả hiện tại. Nói một cách khác, các bạn có thể thay đổi dòng thời gian trội của mình trong đời sống này như là một kết quả của việc thay đổi và hàn gắn quá khứ của các bạn. Thứ hai, các bạn không thể thay đổi quá khứ trong một sự biểu hiện của tuyến tính. Nói cách khác, các bạn không thể trở lại quá khứ, giết chết bà của mình sau đó nhận thấy là bạn đã chưa bao giờ được sinh ra. Điều này cũng đã được nói nhiều tới trong các bộ phim của Hollywood, với cái tên là Nghịch Lý Ông Nội. Thay vào đó, các bạn tạo ra các dòng thời gian thay thế. Giờ đây sẽ có hai dòng thời gian trong ví dụ bên trên. Một dòng thời gian, bà của bạn đã bị giết chết và bạn chưa bao giờ được sinh ra. Còn trong dòng thời gian ban đầu, bà của bạn vẫn tiếp tục sống, sinh ra mẹ của bạn, rồi lại sinh ra bạn, vân vân. Mỗi khi các bạn làm một sự thay đổi với quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, các bạn biến đổi các dòng thời gian được kết hợp với sự tiến bộ của bạn khi là một linh hồn. Các bạn dệt nên một góc tấm thảm của chính mình tùy theo tất cả các thực tại có thể và các thực tại chắc chắn mà các bạn đã tạo ra với tự do ý chí của mình. Một ví dụ thiết thực của vấn đề này liên quan tới một quá trình gọi là hàn gắn dòng thời gian, timeline healing. Giả thiết là bạn có một chấn động lớn vào lúc 5 tuổi trong dòng thời gian trội của bạn. Bạn trở lại đúng lúc, trao một sự hàn gắn cho cái tôi 5 tuổi của bạn. Giờ đây, bạn có một dòng thời gian trội mới bao gồm sự hàn gắn bạn đã nhận được khi bạn 5 tuổi. Để lặp lại cái đã nói bên trên, các bạn thường không thể thay đổi các chi tiết vật lý bên ngoài của cái đã xảy ra trong dòng thời gian gốc, vì điều đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác, những người đã tham dự vào các sự kiện gốc. Thêm một ví dụ nữa. Về cơ bản, các bạn không thể trở lại một đời sống quá khứ, khi đó bạn bị hỏa thiêu trên một giàn lửa, cứu cái tôi quá khứ rồi chạy thoát cùng cái tôi đó. Các bạn có thể đang thay đổi trải nghiệm của cái tôi quá khứ về việc bị hỏa thiêu, và do đó gỡ bỏ các dấu ấn ether của việc bị thiêu sống. Bằng cách đó, giảm thiểu tối đa các chấn động tâm lý đã được mang theo từ đời sống trước vào đời sống hiện tại. Ngay khi linh hồn các bạn đã trải nghiệm một điều gì đó hoàn toàn, nó không cần thiết phải tái trải nghiệm điều đó.
Trong trường hợp này, linh hồn của các bạn có thể đã học được tất cả mọi thứ mà đáng lẽ nó đã có thể học về việc bị thiêu sống. Nhưng giờ đây, nó muốn gỡ bỏ trải nghiệm đó khỏi ký ức tế bào của thân thể. Có thể phản bác lại là bạn không thể nói khi nào linh hồn bạn đã học được một bài học một cách hoàn toàn hoặc chưa. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng, bạn không thể bị hấp dẫn đến một kỹ thuật như là hàn gắn dòng thời gian, trừ khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua trạng thái phân cực mà linh hồn của bạn đã sống trong hàng ngàn năm, nếu không muốn nói là tới hàng triệu năm. Chìa khóa để hàn gắn chấn động của bạn đó là cảm nhận, trải nghiệm và biểu lộ các tình cảm của bạn một cách hoàn toàn về chấn động đó, đồng thời trở nên tách biệt với nó cùng một lúc. Khi các bạn đã có những trải nghiệm chấn động này, lặp đi lặp lại chúng hết lần này tới lần khác, chủ yếu một cách tiềm thức. Giờ đây các bạn đã sẵn sàng đến với một sự hiểu biết cao hơn bằng cách quan sát bức tranh lớn, tức là nhìn vào dòng thời gian của bạn bộc lộ ra trước bạn và lựa chọn để có một trải nghiệm khó khăn. Hàn gắn dòng thời gian thường có ích cho việc làm sạch những nỗi ám ảnh và những phản ứng vật lý đối với môi trường mà có vẻ như không có nguyên nhân từ thời gian hiện tại. Ví dụ, bệnh hen suyễn có thể khởi phát từ một đời sống quá khứ, nơi mà linh hồn có trải nghiệm bị chôn vùi trong tuyết lở rồi ngạt thở. Bằng việc trao cho cái tôi đời sống quá khứ một sự hàn gắn, bệnh hen suyễn có thể biến mất nhanh chóng trong đời sống hiện tại. Đây cũng là cơ sở quan trọng và phổ biến trong phương pháp chữa trị bằng thôi miên hồi quy. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tìm lại hai tác phẩm của bà Dolores Cannon mà mình đã chia sẻ trong kênh Night View. Đó là cuốn Những người bảo vệ trái đất và Ba làn sóng tình nguyện. Trở lại với câu chuyện của linh hồn, vốn đang vượt trên thời gian và không gian như các bạn đang có thể nhận thức. Do đó, năng lượng linh hồn có thể nhúng bản thân nó vào bất cứ nơi nào bên trong trường thời không. Các bạn có thể có các khía cạnh của linh hồn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như bên trong các thế giới khác, chiều kích khác. Khi những phần của linh hồn bị dàn trải ra nhiều khung thời gian và chiều kích, điều này được biết đến là sự phân mảnh linh hồn. Khi các bạn có các mảnh của chính mình trong các vương quốc thời gian khác, những mảnh hồn này thường sẽ bị kẹt lại trong những đời sống quá khứ hay tương lai. Các bạn có thể nói rằng các bạn có những phần của chính mình đã bị thất lạc trong dòng thời gian. Khi các bạn có các phần của linh hồn mình trong các dòng thời gian thay thế đã được tạo ra như các thực tại tiềm năng hay các thực tại có thể, những thứ này được gọi là các đời sống song song. Các bạn có 12 khía cạnh chính của linh hồn, mỗi một khía cạnh tương ứng với một tầng thứ hay chiều kích của vũ trụ. Khi các phần của 12 khía cạnh nguyên thủy của linh hồn đã bị phân mảnh vào các chiều kích khác nhau, hay những thứ này được gọi là các mảnh của cái tôi chiều kích khác. Vậy thì làm thế nào để biết về các sự khác nhau giữa các khía cạnh nguyên thủy, các mảnh của cái tôi ở chiều kích khác và các đời sống song song? Các bạn có 12 khía cạnh chính của cái tôi, cùng với rất nhiều các phần nhỏ tương ứng với các cảnh giới phụ của 12 chiều kích. Các khía cạnh này là thành phần của dòng thời gian trội của các bạn, hay là cái mà các bạn đang trải nghiệm ngay lúc này. Chúng là thành phần của cái mà các bạn đang tạo ra và đang biểu hiện ra ngay bây giờ. Cho dù các bạn có thể không hiểu biết về chúng, cùng với nhau, tất cả các khía cạnh tác động như một bản giao hưởng hoàn thiện để hòa âm, điều khiển cuộc đời của bạn. Ở đây mình sẽ lấy một ví dụ để các bạn dễ mường tượng về việc phân mảnh linh hồn. Khi bạn căm ghét một ai đó tới mức luôn luôn tìm hiểu để ý xem cuộc sống của người đó diễn ra như thế nào và luôn hy vọng về một tương lai ảm đạm hoặc tồi tệ sẽ xảy ra với con người đó, điều này khiến một mảnh linh hồn của các bạn bị dính mắc vào trong một chiều kích khác. Nó liên hệ trực tiếp với thể vật lý ở thời điểm hiện tại. Nó khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng khó chịu và bực tức.
Điều này giải thích phần nào lý do mà rất nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, nói về sự buông bỏ những chấp trước. Hãy tha thứ, và ở trong một chiều kích cụ thể nào đó, nó giống như việc các bạn đang triệu hồi lại mảnh linh hồn của chính mình. Các bạn lưu ý, hình trạng này có thể xảy ra với rất nhiều cung bậc, khía cạnh cảm xúc và dính mắc khác, ví dụ như yêu thương, lưu luyến, buồn vui, hạnh phúc, vân vân. Nếu xét về mặt vật lý, có thể sẽ là một lượng vô hạn những cái tôi song song, những cái mà các bạn trao sự chú ý nhiều nhất trở thành thực nhất. Loài người vốn là có vài đời sống song song đang diễn ra ngay lúc này. Trong một đời sống, các linh hồn trên trái đất tiếp tục lờ đi những dấu hiệu cảnh báo về ô nhiễm và sự khai thác triệt để tài nguyên. Sau đó trải qua một thời kỳ khắc nghiệt như là hậu quả của lối hành xử đó. Trong một viễn cảnh khác, các linh hồn bắt đầu nhận lấy trách nhiệm cho việc làm sạch trái đất với một số lượng đáng kể và có một trải nghiệm tập thể khác. Tích cực sẽ nhiều hơn lên. Các viễn cảnh tương tự có thể được áp dụng vào chiến tranh và hòa bình hay bất kỳ một quyết định lớn nào khác có liên quan tới một số lượng lớn con người. Mình xin nói thêm một chút về vấn đề này. Rất nhiều người trong chúng ta, trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, bỗng thấy sự đan xen của cái lạ và cái quen với tất cả những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình. Đó chính là thời khắc mà chúng ta đang dịch chuyển sang một dòng thời gian mới. Hiện tại, chúng ta đang phải đấu tranh với COVID-19. Nhưng ở một dòng thời gian khác, trái đất đã trở thành một hành tinh chết. Một dòng thời gian khác, mọi thứ tươi đẹp hơn bởi vì những linh hồn ở đó đã sớm nhận thức được bản chất của sự thăng lên. Khoảng 60 năm trở về trước, một sự an bài thần thánh Divine Dispensation đã được ban ra, chống lại việc loài người tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Dòng thời gian trội bây giờ không bao gồm thảm họa hạt nhân toàn cầu nữa. Trong một thế giới song song, sự an bài này không được ban ra. Bên trong thực tại song song đó, hai thực tại riêng rẽ được kết hợp trong một thực tại gọi là nút đã được bấm, dẫn đến kết quả của những cái chết và sự phá hủy trên diện rộng. Trong một thực tại, một hiệp ước hòa bình đã được ký, đã chống lại sự phá hủy này. Một lần nữa xin được nhấn mạnh, do giới hạn của ngôn ngữ, chúng tôi chỉ có thể mô tả ở mức độ này nhằm gợi ý cho các bạn về một hình dung tâm thức trong tương lai, khi bạn có những sự chuyển biến và thăng lên của lộ trình tâm thức. Cùng kết cấu của thời gian là vô tận và vô hạn, vì vậy để giải thích một cách thấu đáo không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, có một phần thực tế các bạn có thể nhận ra ngay bây giờ. Đó là các bạn càng có nhiều dính mắc, đặc biệt là ở thể tình cảm, các bạn càng bị phân mảnh linh hồn nhiều hơn. Đã tới lúc triệu hồi tất cả về cái tôi của dòng thời gian trội. Hãy hàn gắn quá khứ và triệu hồi sự sáng suốt của tương lai.